Xin chào quý khách hàng thân mến của BH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn có tên gọi đèn Movin 9 Max Stinger 2N1 Pro. Đây là mẫu đèn kết hợp giữa đèn LED 7 màu và đèn laser. Đèn nó có thể chiếu ra những cái tia beam rất là sắc nét và những cái hoa văn rất là sang trọng. Nó phù hợp để mọi người mua trang trí trong phòng karaoke, những sân khấu ca nhạc, những sân khấu acoustic cũng rất là phù hợp. Mọi người muốn mở một cái phòng bar kinh doanh hay một cái phòng karaoke tại nhà thì cũng nên đầu tư cái mẫu đèn này. Giá thành của nó thì rất là phù hợp, vừa túi tiền để mọi người mua dùng để kinh doanh. Hiện tại mình đang quay thực tế và giới thiệu nó tại studio của công ty Mét bên mình. Mình đang sử dụng cái dòng Labo L1 Pro 16 để mở nhạc quay video này. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.